Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Pokemon. Và hôm qua thì chúng ta đã có được một em Pokemon từ trứng 25 km ha. Nhưng mà em này thì chỉ mới cấp 42 thôi, nên mình cần phải luyện em này thêm một xíu nữa. Hy vọng là khi ngang cấp những người đồng đội khác thì em sẽ gánh tem á. Tại vì từ trứng 25 km nên mình đặt cũng khá là nhiều kỳ vọng vô em đó. Và mình đã kiểu như là tạm thời ra riêng với chị y tá rồi. Ở nhờ cũng được mấy ngày rồi, thấy cũng hơi ngại ngại nên mình thôi. Qua cái nhà mới này nó cũng rộng rãi hơn á, sắp xếp đồ đạc nó cũng thoải mái hơn. Và trong nhà này thì mình phát hiện ra là có hai người giao nhiệm vụ. Trong đó một người là nhiệm vụ màu đỏ nha. Rất là hiếm có những người giao nhiệm vụ đỏ như vậy. Giờ thì coi thử coi. Người này thì sẽ giao cho mình một cái nhiệm vụ, đó chính là... coi nào. Người này nói về một cái loài chim huyền thoại. Ui, có gì chim huyền thoại gì? Cách đây 100 năm. Wow. Vậy là mình cần phải kiểu như là đánh bại cái Pokemon đó à? Một loài chim huyền thoại hả ta? Căng vậy. Chết rồi, mình cũng không rành về Pokemon huyền thoại cho lắm. Mà lần này phải tìm rồi đánh bại luôn hả? Căng nha. Để mình coi nhiệm vụ lại cái coi. Pokemon này Galarian Form. À, một loài chim mà có cái dạng Galarian gì nè. Electric Savannah of the Land. Vậy là chắc phải tìm ở vùng Savannah. Ở trong đây cái nhiệm vụ nó có ghi nè. Ồ, được nha, được nha. Một nhiệm vụ. Rồi, còn một người nhiệm vụ vàng đâu? Ok, chạy đâu đó mất rồi. Mình còn chưa kịp hỏi nhiệm vụ nữa. Nãy giờ thì... ui, đây, thấy lại nè. Để coi. Nhiệm vụ này là mình cần phải tìm một cái pháo đài địa ngục ở dưới địa ngục. À, cái này thì được nè, cái này chắc mình làm được trong ngày luôn. Nhưng mà trước tiên thì để mình chế tạo một cây cúp kim cương. Để mình có thể đào hắc diệm thạch trước đã. Mình chưa có cây cúp kim cương nữa. Đây, một cây cúp kim cương ha. Vật cây cúp sắt luôn. Rồi, giờ thì một xíu mình sẽ đi đào hắc diệm thạch. Còn bây giờ thì mình sẽ chế tạo bóng chứa Pokemon đi. Vì mình đã nấu những cái African thu hoạch được trong ngày rồi nè. Đó, rất là nhiều luôn ha. Cái vườn African ở ngoài bây giờ là cho mình cả đống luôn á. Tha hồ mà chế tạo luôn. Để mình suy nghĩ nào. Hôm qua thì mình thiếu Dustborn để bắt Pokemon vào buổi tối á. Nên bây giờ mình sẽ làm Dustborn để bù lại ha. Làm một mớ đi. Cỡ 36 trái luôn. Đó, lâu lâu làm cho nó nhiều luôn. Tiếp theo là mình sẽ làm thêm một ít Fastborn để bắt mấy em Pokemon mà có cái tốc độ, chỉ số tốc độ cao cao một xíu ha. Làm 36, mọi thứ 36 hết. Heavyborn thì mình đã có rồi nè. Quickborn gần hết với Levelborn gần hết rồi. Nên chắc mình sẽ làm thêm một ít Levelborn nè, với một ít Quickborn ha. Đây. Đó, bây giờ mình chế tạo được rồi nên mình cũng thoải mái hơn. Kiểu như đỡ phải tốn tiền mua các thứ ha. Rồi, còn mấy cái này dư thì mình sẽ cất vô trong. Từ từ mình sẽ nghiên cứu và chế tạo thêm những cái loại bóng chứa mới. Còn việc đập những cái nắp này á thì nó khá là mất thời gian, nên mình sẽ quyết định chế tạo ra cái máy đập luôn. Cái máy đập này thì nó sẽ cần có khá là nhiều hàng rào sắt nè. Rồi, và cuối cùng là mình sẽ kết hợp bích tông với cái bóng chất nhờn mà hôm qua mình có săn được. Để làm bích tông dính thì nó mới chế tạo ra cái máy được á. Đây. Xong, giờ thì ẩn công thức thôi. Ồ, còn thiếu hàng rào sắt à. Làm thêm hàng rào sắt. Rồi, mình có được tới 6 cái máy luôn. Máy này thì chắc phải đặt ở ngoài nhà rồi. Trong nhà không còn diện tích. Đây, đặt sau nhà đi. Đó. Úi giời. Nhìn hệ thống làm ra bóng chứa của mình cũng xịn sò với đây. Chưa. Hình như thiếu nhiên liệu rồi. Chắc phải lấy than trong lò nung ra xài đỡ. Lấy than trong lò nung ra xài đỡ đi, mình gần hết than mất rồi. Đây, có nhiên liệu rồi ha. Mình sẽ cho vô đây để cho nó tiến hành. Đó. Đập ra những cái nắp cho mình ha. Bùm. Đấy. Đỡ phải ngồi đập. Rồi, tương tự mình sẽ cho vô đây những cái nắp còn lại ha. Level Ball nè, cho vô. Bên đây là cho Fast Ball.
Trong lúc chờ đợi những cái nắp chứa Pokemon thì mình sẽ đi xuống dưới này lấy hắc diêm thạch ha, một xíu còn lên làm cổng địa ngục nữa. Ôi nhưng mà cũng không quên lấy thêm sắt nha, tại vì mình thấy số lượng sắt ở trên đó gần hết mất rồi. Chuẩn bị, boom, ui trời. Một lần một stack rưỡi hắc diêm thạch luôn, xài mệt xỉu luôn á. Rồi có hắc diêm thạch rồi, giờ thì chắc sẵn tiện mình sẽ đi tìm thêm một ít kim cương luôn ha. Nãy mới tốn 3 viên kim cương làm cây cúp rồi, phải gỡ vốn này chứ. Coi coi, ui. Ở đây cũng to phết đấy. Ô có sắt nè, lấy thêm sắt luôn. Ủa đằng kia có một em Pokemon shiny. Oh real bird nhưng mà dạng shiny cơ. Ủa ê ê ê ê, ôi trời ơi, trời xét nữa là đi luôn rồi, nguy hiểm ghê á. Đây là real bird shiny hả ta, có nên thu phục em không nhờ, cấp 57 luôn. Trời ơi, cái này là mình thu phục về á là mình sẽ đỡ phải cày cấp luôn á, cấp 57 cao sẵn rồi. Được được, ra trận thôi katana ơi, tại vì katana có phone sweep mình thu phục nó sẽ dễ hơn á. Ơ nhưng mà hình như mình còn whip bomb thì phải, để mình thử dùng whip bomb nữa coi, coi coi thu phục được Reaper không, nhiều khi được luôn á. Ui dồi, suýt được suýt được. Rồi vậy là bắt buộc phải chiến đấu rồi, vô chiến đấu một xíu đi ha. Rồi đánh một trước một hết thôi, nhá hàng rồi. Còn giờ thì mình sẽ thử tung để coi nào, quả bóng nào vậy ta, chắc Liverpool nha. Vô Liverpool, chịu không chịu không, shiny shiny real bird, chịu rồi. Em chịu dây đổi của mình rồi, quá đã luôn. Vậy là bữa nay mình lại có thêm một em Pokemon shiny về đổi rồi, thích quá à. Bây giờ Pokemon shiny á nó lấp lánh nhìn đẹp cực luôn, nên mình khá là thích những em shiny giống như vậy á. Trời ơi chiến này hên, chiến này hên. Rồi giờ thì lấy thêm một ít khoáng sản đồ. Ủa gì đây, ở dưới hang mà cũng có cá nữa nè. Đây là em cá cấp 50 tên là Barbosch. Wow, hệ đất cá vừa hệ đất với hệ nước luôn á. Cấp 50 đó ta. Ok, gặp rồi, coi như là có duyên rồi. Thu phục luôn. Rồi vô bắt đầu nào. Đầu tiên chắc mình sẽ tiếp tục dùng Quick Ball trước á. Thử nhân bạn, thử dẫn mai mới được. Có Quick Ball thì mình phải thử. Coi coi chịu không. Ê, chịu luôn nè. Cực kỳ nhanh chóng luôn. Wow, mình được một cái thành tựu, đó chính là bắt Pokemon với Whipball luôn kìa. Kiểu như mình tung ra mình bắt được liền á, là có thành tựu luôn á. Quá tuyệt vời. Ui sao bữa nay mình đi xuống hang mình gặp Pokemon cấp cao mà, đã ghê luôn á. Chẳng lẽ đi xuống hang tiếp ta. Ở đây có Sapphire đồ nè, mình sẽ lấy thêm Sapphire đồ ha, cũng như thêm một chút sắt nữa. Một hồi ví dụ mà mình thiếu sắt á thì mình còn có sắt để dùng. Chứ ở trên nhà cái kho của mình á, mình thấy nó gần hết sắt mất rồi. Wow. Ui ở dưới có cái quặng gì mà lấp lánh nhìn đã vậy. Cái gì, một em cá cấp 91 luôn kìa. Ui. Cái này là quặng Raconium. Ui da đào lâu quá. Cá cấp 91 luôn. What the heck. Hiện tại cấp cao nhất trong đội hình Pokemon của mình là tầm 70 mấy 80 thôi. Em này cấp 90 mấy luôn. Được không, được không, được không. Được đi, được đi, được đi. Ôi được luôn kìa. Ảo thiệt đây. Trời ơi giờ mình bắt được hai. Ui cá cấp 100 luôn. Ôi trời ơi bữa nay đại tiệc, đại tiệc cá rồi, về cá đống Pokemon cá luôn. Thử thêm một lần nữa coi. Một hồi về nhà chắc cái máy tính chứa Pokemon của mình toàn là mấy em cá này không á. Nhiều Pokemon cá thiệt sự. Được nữa nè. Tính ra em này cũng dễ bắt lắm á. Kiểu như mình tung Whipball phát là được luôn à. Trời ơi. Hết nha. Thôi 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 thôi, đủ chi tiêu rồi. Giờ chắc mình về thôi. Khi về nhà thì mình phát hiện ở đằng kia có một cái hố Ultra kìa. Ôi.
Bữa nay là làm nhiệm vụ dưới địa ngục, chứ không thôi là mình chui vô thế giới Ultra rồi đó. Mà kệ đi, có duyên chắc sẽ gặp lại thôi. Còn giờ thì mình sẽ mở máy tính lên và coi mấy em cá của mình đâu rồi. Đây. Đi một lần bắt được ba bot luôn nè. Một em thì cấp 100 luôn hả ta? Có nên thả bớt không? Ừ, một xíu mình sẽ test thử ha. Còn bây giờ thì mình sẽ làm gì ta, quên mất tiêu rồi trời. Nhớ rồi. Làm bóng chứa, đúng. Tự nhiên nó quên tắt ngang. Dấu hiệu của tuổi già hay chăng? Rồi, có nắp rồi ha. Sau đó thì mình sẽ vào trong lấy những cái đá nè để mình làm cái nút. Ôi, vậy là mình thiếu đá nhiều lắm á. Nung thêm đá thôi. Đây, cho nó nung thêm đá. Chứ không thôi là không có đá chế tạo đâu. Đây nữa. Rồi. Giờ thì trước mắt mình làm trước nó còn cái đế cái bóng nữa. Cái đế hình như làm bằng sắt thì phải. Đây, công thức nó như vậy nè. Đó, đúng luôn. Rồi, chế tạo thôi. Mình có nhu cầu fast spawn trước nè. Đây, fast spawn này là dead spawn ta, dead spawn đi. Ủa? À cái đế nó cũng cần phải đập nữa, quên. Đập thêm chập nữa. Đây, chia ra cho nó đập. 1 2 3 4. Tranh thủ lúc này thì mình sẽ ra ngoài và làm một cánh cổng địa ngục liền luôn để chúng ta làm cái nhiệm vụ khám phá địa ngục á. Đây, mình sẽ xây cánh cổng địa ngục ở phía sau của cái ngôi nhà này. Xây như vậy đi. Rồi, nói ngang. Kéo xuống. Kích hoạt lên bằng một cái bật lửa. Rồi. Tên tèn. Vô luôn. Ngại gì vết bẩn. Để coi mình sẽ xuất hiện ở chỗ như thế nào á. Hồi hộp quá à. Coi nào. Hy vọng là gần pháo đài luôn. Có gần không? Ủa, không gần pháo đài rồi. Ơ? Mình đi một lúc mà. Mà mình đã gặp được pháo đài địa ngục rồi nè. Ui. Bước chân vô pháo đài, làm được cái thành tựu rồi. Vậy là một xíu về mình có thể trả nhiệm vụ được rồi đó. Sướng nha. Rồi, giờ tranh thủ ghé vô pháo đài, coi có đồ được không. Lút vài cái rương ý mờ. Xuống dưới này. Có rương không? Ủa sao pháo đài gì bèo dữ vậy trời? Sao không thấy cái rương hết vậy? Đừng nói nguyên cái pháo đài không có cái rương nào nha. Ui, giống lắm luôn á. Thôi xong rồi. Su cà na luôn. Gặp được pháo đài mà không có gặp được mấy cái rương. Ê? Nhưng mà bù lại gần đây nó lại có một cái pháo đài mới nè. Ui, biết đâu cái pháo đài bên đây lại cho mình rương á. Wow, bên đây nó bự hơn bên kia nhiều lắm. Đây rồi. Cuối cùng cũng có một cái rương cho mình. Rất là nhiều vàng. Một cái rock gem. Một cái orb gì đó cho. À, cái này mình sẽ tăng sức mạnh cho hệ rồng. Và hệ ma á. Wow. Được cái ta, nhưng mình sẽ cho em Pokemon mới của mình cái viên đó luôn để tăng sức mạnh lên. Hợp lý. Rồi, hướng này đã lướt xong cái rương rồi ha. Bỏ hướng này đi, đi qua hướng khác. Mình sẽ quẹo bên... Bên nào vậy ta? Bên này nhiều hướng quá, cái này có đường xuống luôn nè. Cái rương thứ hai cho mình rất là nhiều sát cùng với một cái hit rock. Wow. Ok, lượm luôn. Quét sạch cái rương. Còn... Ui, liên tục là những cái rương luôn. Thêm một cái hit rock nữa nè. Và rất là nhiều những cái gem khác nhau ha. Wow. Tới hồi đó. Tới hồi tìm rương không ra. Tới hồi cho rương liên tục. Một viên kim cương. Gì đây? Liên khúc rương rồi. Wow, cái này thì cho thêm vàng các thứ ha. Sao nhiều cái hit rock vậy? Cái này thì mình sẽ tăng sức mạnh cho hệ đất hả? Ok, hệ đất thì có em nào ta? Để coi, hình như hiện tại thì trong đội hình mình không có em nào hệ đất hết. Ok, cứ nhặt trước đi, về nhà nếu có thì mình sẽ cho vô sau ha. Hết rồi. Thôi, chắc bây giờ mình về nhà thôi. Bữa nay đi một xíu thôi ha. Chủ yếu qua đây để mình làm nhiệm vụ hả? Có một bữa thì mình sẽ kiểu như dành riêng qua đây để chúng ta khám phá và tìm những Pokemon ở dưới
này thôi ha. Ôi ôi, nhưng mà trên đường về mình gặp một em Salandit shiny. Gặp Salandit là phải kiểu như là thịt đó nhờ, shiny luôn mà. Ok, thu phục em luôn đi. Yo, mình sẽ thu phục em bằng level bond thêm một lần nữa ha. À không, quick bond chứ, mình có nhiều quick bond mà. Quick bond, bữa nay sẽ là ngày mình dùng quick bond thiệt là nhiều luôn. Giờ mình đã nhận ra cái sự đỉnh chớp của nó rồi. Ôi, à, em này căng nha, em này khó bắt nha, em này khó bắt nha. Quick bond không được rồi, vậy chắc phải dùng level bond thôi. Chịu đi bé ơi, level bond chịu đi nha. Ý, chịu nè. Yeah, lại có thêm một em Pokemon shiny về đội rồi. Thôi giờ về thiệt nè, không liên tha liên thiên ở đây nữa đâu. Có nắp, có nắp. Ủa có đế rồi, có đế rồi. Giờ lấy ra và chế tạo bóng chứa thôi. Đây đây, đầu tiên là Dust Ball trước ha. Ồ nhưng mà như vậy thì lại không đủ số lượng nút rồi. Mình sẽ rút ngắn lại, còn 18 Dust Ball nữa ha. Thêm một chút Fast Ball. Rồi hết, hết nút mắt rồi. Không biết ở trong nó nấu đá tới đâu rồi ha. Coi coi có thêm đá chưa. Đây đây đây, có thêm đá rồi. Làm tiếp thôi. Mình sẽ làm thêm quick bond, mình còn 3 trái à. Làm thêm quick bond nè. Bữa nay quick bond gánh tem quá trời luôn. Cũng như là còn gì nữa ta. Vậy thôi mình sẽ tập trung vô quick bond ha. Rồi, đó, sở hữu khá khá bóng chứa rồi ha. Nhưng mà nhiều khi đi khám phá mình hay nhảy nhót rồi té các thứ á, nên cũng khá là nguy hiểm. Thành thử ra mình sẽ coi coi mình có làm được mấy bộ giáp nữa không. Aluminium có làm giáp được không nha? Không làm giáp. Amethyst. Amethyst làm được giáp nè. Rồi Crystal. Crystal cũng làm được giáp luôn. Wow, mình sẽ mặc một bộ giáp kết hợp giữa hai loại nguyên liệu này ha. Đầu tiên là áo thì mình sẽ chọn áo bằng Amethyst đi. Quần thì mình sẽ chọn quần bằng Crystal. Ổn là ổn. Amethyst tiếp ha. Và cuối cùng là một cái nón bằng Crystal. Đó, vậy là mình sẽ được full một set đồ luôn. Quá đã, quá đã. Giờ thì mặc vô coi. Úi giời. Nhìn cũng rất gì và này nọ đấy. Được, được. Thích nha. Đó, giờ có giáp là nhảy nhót nó cũng đỡ sợ hơn. Ồ, và mình xong cái nhiệm vụ thì mình sẽ trả coi mình sẽ được cái món đồ gì. Ok, cho táo vàng nữa. Mình đâu có đi quánh nhau đâu, cho cháu vàng làm gì. Ôi, người này thì dễ hơn, mình chỉ cần đi xuống địa ngục là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Được, xuống thêm lần nữa. Ngại gì mà không xuống đúng không? A few moments later. Ê. Ê, khoan. Ủa, có gì đó sai sai đúng không? Ủa, cái này phải nhà mình đâu. Ủa, đây là đâu? Tôi là ai? Ok. Ê rồi. Thiệt tình luôn á, cay thiệt chứ. Ai người này không mà giao nhiệm vụ chi người ta phải đi xuống rồi giờ về cho phần thưởng gì đó. Định kêu mình làm cổng địa ngục nữa hay sao á. Thôi giận rồi, không nhận nhiệm vụ nữa đâu. Ê, ở đây có boss luôn à. Boss legendary. Oh man. Được vậy ta. Để coi coi mình sẽ đưa em cá cấp 100 vô quẩy thử coi coi như nào á. Vô tạm thời thì cho Intel Lan vô trong một xíu đi ha, cho cá thể hiện coi. Yo, em cá tí hon chiến đấu với sếp thai em legendary ha. Vô nào, coi kỹ năng nào mình sẽ thử dùng. Phải thay đổi nữa, đổi hình một xíu thôi. Lần này thì mình sẽ đưa Gachom vô ha. Hy vọng là Gachom sẽ có thể vượt lại trận chiến này. Quẩy nào Gachom ơi. Đây rồi, nhân tố bí ẩn đây rồi. Một hit nữa em ơi, cố lên. Quá tốt luôn. Gachom đã có thể gánh tem được rồi. Và coi nào, boss này sẽ cho mình một cái đồng hồ cát hả? Một cục kẹo với một cái hạt giống gì đó. Hộp giống này thì sẽ búp sức mạnh cho những em Pokemon thể cỏ ha. À được á, mình sẽ đưa cho em Zarus dữ là hợp lý luôn.
Rồi, giờ thì coi nào. Hồi nãy thì mình có bắt được Rubber cái này là Shiny đúng không ta? Ờ đúng rồi, Rubber Shiny nên chắc một xíu mình sẽ luyện Rubber nè. À, nên mình sẽ tạm thời cho Gachom vô trong á. Mới gánh tem xong vô trong nghỉ ngơi đi. Katana hổm rài cũng quẩy nhiều rồi. Mình sẽ đưa Sanladis vô. Đấy, hợp lý. Bữa nay sẽ luyện thêm hai em này cùng với Rakovic ha. Rồi, giờ thì chắc lên đường luôn á. Đi, lên đường. Trước khi đi xa hơn thì mình sẽ ghé qua cái chỗ gần nhà trước, là chỗ Pokestop đằng kia, để mình lút thử, biết đâu mình lại lút được một cái trứng 25km nữa. Có điểm ấy. Thử nha. Rồi ghé xuống cái lượm cái trứng coi. Cho mình, ui dồi, trứng này có 2km nè. Ú, lần này thì cho mình một cái trứng 20km và một trứng 10km luôn. Wow, phải vậy chứ. 20km là cũng ok lắm rồi đó. Được nha, được nha. Rồi, giờ chắc mình sẽ tạm thời dừng chân ở đây để mình cho những em Pokemon của mình chiến đấu một xíu cái đã. Để giờ quên mất, phải đưa mấy em vô chiến đấu thì mới có kinh nghiệm mà lên cấp chứ. Mình được một cái chuông gì này với một con cá. Ô, oh, và cuối cùng thì Reaper của mình cũng tiến hóa rồi nè. Dạy, em tiến hóa đi để mình coi em sẽ trông như thế nào khi mà tiến hóa ha. Ui, cây móng vuốt à. Em ấy đã trở thành Escaril rồi. Wow, đỉnh nha. Đâu rồi? Ê, what the hell, nhìn chiến vậy. Đã ra luôn, cửa được luôn nè. Ê, mình nói Iran mà, có duyên sẽ gặp lại. Bây giờ mình đã gặp lại Hố Ultra rồi. Ồ, có nên chui vô không? Được, mình sẽ thử tài ba cua. Nhảy vô. Ui da, nhưng mà mình chân ngắn quá, nhảy không tới. Để mình cưỡi hốp ba. Bay vô ha. Vô được không? Ui, vô được rồi. Wow. Chúng ta đã vô Hố Ultra thành công rồi. Đây là thế giới Ultra Beast đó. Sẽ rất là nhiều thứ mới ở đây đấy. Rồi, đầu tiên là mình cần phải có một em Pokemon có thể bay lượn tốt nè. Đây, mình sẽ cưỡi hốp ba trước ha. Rồi, quay, căng vậy. Ở đây tầm nhìn nó kiểu bị hạn chế á. Mà mình hên ghê. Mới vô mình gặp được hình như là thành phố kết thúc hay sao nè. Ừ đúng rồi, đây là thành phố kết thúc. Wow, hình như đây là tầng thấp nhất thì phải. Xuống thử luôn. Ồ đúng rồi, vậy là cái thành phố này nó không có rương rồi. Sukana vậy. Ở dưới này nó còn có gì mà giống... Đừng nói là pháo đài địa ngục nha. Ơ thiệt. Ui mà ở đây tối thui à, không thấy đường luôn á. Có rương. Cho mình thêm một cái búp sức mạnh cho hệ rồng cũng như là hệ ma ha. Ok, lượm luôn. Cái này thì có thể bán cho mấy chị bán hàng nè. Lượm. Trời ơi, cái này nhìn khác gì game kinh dị đâu trời. Mình đang chơi Pokemon chứ không phải game kinh dị đâu. Ghê quá à. Rời khỏi cái pháo đài địa ngục thì mình gặp phía bên này có một boss Bonita nhưng mà cấp độ là Ultimate luôn. Quyền đánh boss thì mình tốt nhất là phải dùng em nào có khả năng gánh tem cực mạnh. Nên bây giờ mình sẽ thử cho Gachom vô gánh tem thêm một ván nữa nha. Cố lên. Có vẻ Gachom vẫn chiến đấu rất là tốt với boss Bonita nè. Đang chiếm ưu thế luôn. Quá dở. Liệu rằng có kết thúc được hay không? Ui. Rồi, chiến thắng. Để coi lần này boss Ultimate thì sẽ cho mình... một cái Park Ball. Oh, đây là Park Ball nè. Mình có thể bắt Pokemon, nó sẽ không bao giờ thất bại. Ui, cái gì? Vậy thì khác gì Master Ball đâu. Wow, xịn vậy. Ui, đúng là boss Ultimate có khác, cho đồ đúng xịn luôn. Và cái Park Ball này thì mình không thể nào chế tạo nha. Mình có thể chỉ có thể loot từ boss các thứ rồi thôi á. Sướng nha. Ở đây có một em voi nè, Q-Fan. Wow. Em là hệ thép hả? Em này còn tiến hóa được nữa. Để mình coi khúc này có dạng tiến hóa của em không. Mình thu phục dạng tiến hóa của em luôn. Mình qua đây mình gặp được nhiều thứ mới kìa. Shopkeeper. Oh.
Người này sẽ bán cho mình Firestone cũng như là Moonstone với giá hơi mắc một xíu nha. Ồ, cái này mình bán được 1.000 đã bán luôn. Nhưng mà cái Moonstone này mình không biết tìm ở đâu nên thôi mình mua trước đi ha. Mua 3 cái nha. Firestone thì mình đào được nên mình sẽ không mua đâu. Rồi ok, mua Moonstone luôn. Đi khám phá nhưng mà không quên shopping nha. Được thì sự. Rồi hình như mình đang ở vùng Savanna thì phải. Ở đây có mấy cây sim gai đâu nè. Chắc vậy. Rồi, và bây giờ mình đã chuyển sang tới vùng khác rồi. Như tới vùng rừng rồi. A few moments later. Ê khoan, mình mới search Google là cái em Salandit này á chỉ có Pokemon cái tiến hóa thôi hay sao hả? Trời đất ơi. Lừa rồi. Cái em mình có là Salandit được. Bảo sao? Mình cày nãy giờ mình không thấy tiến hóa. Quê thiệt chứ. Trời đất ơi. Ok. Ủa, anh bạn này trả nhiệm vụ gì vậy? Cái gì vậy? Ồ, tự nhiên mình được một... Wow. À, mình nhớ rồi. Hôm bữa mình nhận cái nhiệm vụ là khám phá thế giới Ultra Beast đó. Mình làm xong bây giờ. À, anh trả nhiệm vụ đúng. Ui, mình không nhớ luôn á. Cái này mình sẽ được nhân 5 tỷ lệ bắt những em Pokemon ở thế giới Ultra Beast nè. Wow, 15 quả luôn á. Thích gì trời. Trúng ánh rồi. Ồ, quên, nãy giờ quên đem mấy cái trứng ra chạy bộ đi cho nó lên km nữa ta. Quên mất. Thôi không sao, giờ thì chưa có vận động lại xíu ha, cho trứng nở thôi. Trứng 20 với 10 km nè. Ồ, ở đây spawn ra một em legendary cấp phương nè. Ủa, mà em này mới cấp 10 thôi hả? Thủ thế kìa. Thích đánh nhau à. Ủa, em này chỉ mới cấp 10 thôi nên bắt buộc mình phải dùng katana để chiến đấu rồi. Để phon sweep cho chắc á. Ồ chết, quên, mình không dùng quick bond trước nha. Quên mất ta. Trời ơi. Thử coi. Giờ dùng quick bond thử coi. Không biết còn kịp không nữa. Sợ không kịp á. Ồ, không kịp thì coi. Ui em này mới cấp 10 thôi à, nhưng mà hăng lắm á nha. Trời đất ơi. Được. Anh thích đó, mình sẽ dùng level bond nha. Tại vì hiện tại mình đang gác cấp full rất là nhiều luôn. Nên dùng level bond chắc sẽ hợp lý hơn. Bắt em này từ trời sáng mà bây giờ tới tối luôn rồi. Vẫn chưa bắt được á. Mình đã thử vài lần kiểu như là dùng quick bond lại nhưng mà vẫn thất bại á. Có vẻ rất là khó để bắt được cấp phương á nha. Nhưng sao giờ? Giờ chỉ còn nước là dùng dust bond thôi đó. Tại trời tối rồi nè. Ok. Thử nha, quả dust bond đầu tiên. Hy vọng là được đi chứ nãy giờ bắt khó quá. Ui dồi, trải qua mấy chục lượt rồi đó. Em này còn khó bắt hơn cả Zarut cơ. Lần trước mình bắt Zarut đã thấy khó rồi, lần này bắt cấp phu còn thấy khó hơn chắc gấp đôi á. Tốn không biết nhiêu là bóng chứa Pokemon rồi. Trời ơi, em này chắc sẽ rất là mạnh đây nên mới khó bắt như vậy á. Ê, được rồi. Trời ơi, tốn không biết bao nhiêu công sức à. Đâu rồi, em đâu rồi. Cấp phù, đây, cấp phù đây. Wow, đã giả man luôn. Em này nhìn kiểu như là võ sĩ ấy. Em này là hệ chiến đấu ha, hệ giác đấu. Wow, hợp lý nè. Được, giờ thì mình sẽ một xíu luyện cấp em sao. Ồ, phía bên này còn có một em legendary khác. Đó chính là Sunnis. À, em này là trong bộ 3 XYZ nè. Được. Mình sẽ cố gắng chiến đấu để thử thu phục thêm một em legendary nữa coi. Hên vậy ta. Rồi, Sunnis đã khá là yếu rồi nè. Đây là thời khắc để chúng ta tung bóng chứa thôi. Không biết là dùng Heavy Ball có hiệu quả với Sunnis hay không á. Mình thấy Sunnis cũng rất là to á. Mình sẽ thử nha. Ồ, có vẻ không được rồi. Vậy thì đổi sang Dead Ball thôi. Tầm này dùng Dead Ball là chắc ok nhất rồi đó. Chính xác, Dead Ball một quả ăn luôn nè.
Yeah, thì cứu mèo nha. Vậy là một khu vực thôi mà mình thu phục được tới hai em Legendary luôn. Quá tuyệt. Ở phía trên bầu trời đang có một Pokemon gì mà to dữ vậy? Hơi bị khủng luôn á. Cởi lên, lên bay lên đó coi thử coi. Ui, đây là Pokemon gì ấy? Bang khe nhá. Ồ, đây là boss à. Boss Legendary Ataria. Wow, hàng gì to thật sự luôn á. Thử coi. Go. Mình sẽ thử khiêu chiến với boss Ataria nha. Ồ, em này nhìn đúng đẹp luôn, bang khe. Có vẻ là Ataria không có phản công là nhiều ha. Nãy giờ mấy em Pokemon của mình toàn tấn công ẻm mà em không có tấn công ngược lại á. Ôi, ôi, đây rồi, tấn công ngược lại rồi. Quầy Quinh Phát cũng kéo được cả đống máu của Archeop của mình cơ. Quánh một hồi mà máy nó cà giật luôn mà. Hiểu rồi đó. Liệu rằng có kết thúc được trận chiến này hay không? Một hit cuối nào. Được hay không nào? Ồ, không được. Ui, còn 2% máu thôi. Rồi, chiến thắng rồi. Hơi bị lâu luôn. Và cho mình một Master Ball. Oh my god. Em Ataria đó cho mình một quả Master Ball. Rồi luôn. Mình sẽ để dành Master Ball này để mình bắt một em Pokemon. Rất là xịn sò con bò. Từ từ mình sẽ tiết lộ ha. Đã ghê luôn á. Cuối cùng khoảnh khắc này cũng đã đến. Lần trước mình mở trứng 20km thì chúng ta đã có được một em Katana. Một em gánh tem cũng rất là mạnh trong mấy ngày đầu của mình á. Nên hy vọng lần này mình lại may mắn và mở ra một em xịn xịn giống như vậy nha. Thử nào, trứng 20km. Cho mình một em Poipo ha. Ồ, em này thì hệ độc. Ủa. Ok. Cũng nhỏ nhỏ giống như Katana lúc trước nè. Coi thử coi. Nhìn cũng ngầu ấy. Chắc phải luyện em này trong thời gian sắp tới thì để biết được sức mạnh như thế nào ha. Ok, cũng khá là ổn đó. Giờ thì tới trứng 10km nè. 10. Ôi, lại cho mình Omanai. Omanai mình đã có rồi mà. Su vậy. Bữa nay có thể nói là một ngày cực kỳ may mắn của mình khi mà mình vừa có được Park Ball, vừa có được Master Ball. Đã vậy còn có thêm được hai Legendary, đó chính là Kupu nè và Sernit ha. Ngoài ra thì việc mở trứng thì mình thấy cũng tạm thôi, cho được mình một em Pokemon Poipo ha. Không biết mình gọi có đúng hay không, nhưng mà sắp tới mình sẽ gắn luyện em này, coi như thế nào. Và hy vọng chúng ta sẽ sớm có thêm những cái quả bóng chuyên dụng hơn. Tại vì hôm nay mình bắt nó hơi cực á, nên sắp tới phải chế thêm nhiều bóng hơn để bắt theo từng tình huống ấy. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.